19 khởi động vòng đề cử, bước sang mùa giải thứ 25, ban tổ chức chương trình cho biết vẫn giữ nguyên số lượng các hạng mục đề cử để nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm chương trình truyền hình trong năm. Cụ thể 15 hạng mục đề cử năm nay gồm: Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất, nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất, ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng được yêu thích nhất, nhóm hát được yêu thích nhất, ca khúc mới phổ biến trong năm được yêu thích nhất, MV được yêu thích nhất. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, diễn viên hài được yêu thích nhất, vở diễn sân khấu được yêu thích nhất, nam diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất, nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất, phim điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, chương trình truyền hình được yêu thích nhất, người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Vòng bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày mùng 7 tháng 12 đến hết ngày 26 tháng 12. Ban tổ chức căn cứ thực tế số phiếu đề cử của bạn đọc ở mỗi hạng mục để quyết định hạng mục đó có tiếp tục được đưa vào vòng bầu chọn hay không mỗi hạng mục không quá năm ứng viên vào vòng bầu chọn. Sau khi được Hội đồng nghệ thuật giải mai vàng thông qua, Hội đồng nghệ thuật do Tổng biên tập báo người lao động quyết định thành lập, gồm những thành viên là những nghệ sĩ tên tuổi lớn đầu ngành, các nhà chuyên môn uy tín. Lễ trao giải mai vàng lần 25 dự kiến diễn ra vào đêm ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Chương trình gala mai vàng chào xuân với chủ đề xuân nhân ái, Tết yêu thương sẽ diễn ra sau đó giải mai vàng do báo người lao động tổ chức là giải thưởng thường niên do bạn đọc đề cử và bầu chọn dành cho những cá nhân tập thể nghệ sĩ tác phẩm chương trình truyền hình diễn ra trong năm được công chúng bạn đọc của báo yêu thích nhất